tìm sao năm nào của Hoa ngữ có diễn xuất tốt nhất năm 2017. Thứ nhất, La Tấn. Tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2002, với những kinh nghiệm đa tài như võ thuật, múa kịch, La Tấn đã tạo dựng cho mình sự nghiệp diễn xuất vững chắc, ổn định và được hàng triệu khán giả biết đến. Trong số những vai diễn mà nam diễn viên này từng đảm nhiệm, thì vai diễn nam phụ trong Người Tình Kim Cương được xem là ấn tượng nhất, khi vai diễn của anh từ nhân vật bên lề trở thành nam chính ngôn tình, khi sóng đôi hạnh phúc cùng nhân vật của bạn gái sau này là Đường Yên và soán ngôi của cả chàng hoàng tử mắt một mí Pirine. Và cũng từ sau vai diễn này, La Tấn đã có thêm nhiều lần diễn xuất ăn ý cùng người tình màn ảnh qua hàng loạt các dự án. Gần đây nhất, nam diễn viên điển trai này đã có màn hóa thân nổi bật trong vai diễn Thác Bạt Tuấn, thể hiện câu chuyện tình yêu ngọt ngào sâu sắc nhưng cũng nhiều sóng gió bi thương cùng nàng công chúa Lưu Vong Lý Vị Ương do Đường Yên đóng trong dự án cổ trang ra mắt và gây sóng gió truyền hình cuối năm 2016 đầu năm 2017, Cẩm Tú Vị Ương. Hình ảnh một vị hoàng tử điển trai mưu lược nhưng hết sức thân tình đã để lại trong lòng khán giả những ấn tượng khó phai mờ. Thứ hai, Trần Hiểu. Được nhiều khán giả đánh giá là một ngôi sao triển vọng của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay, Trần Hiểu không chỉ đốn tim khán giả bằng vẻ đẹp điển trai nam tính mà còn bởi khả năng diễn xuất ấn tượng. Sau vai diễn Dương Quá trong Tân Thần Điêu Đại Hiệp hợp diễn cùng bà xã Trần Nguyên Hy, Trần Hiểu đã có màn tái xuất màn ảnh ấn tượng khi thể hiện xuất thần cùng dự án năm ấy hoa nở trăng vừa tròn với nương nương màn ảnh Tôn Lệ. Những biểu cảm đa dạng, cách thể hiện tính cách nhân vật biến hóa đã giúp nam diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi cùng đánh giá cao từ phía chuyên môn lẫn người hâm mộ. Anh cũng nhanh chóng chiếm được nhiều cảm tình trên màn ảnh và dần khẳng định năng lực diễn xuất của bản thân khi chuyển mình đầy ấn tượng trong năm 2017. Thứ ba, Triệu Hựu Đình. Là diễn viên phái thực lực của làng giải trí Hoa ngữ, nhưng việc chỉ hoạt động đa dạng trong địa hạt điện ảnh khiến nhiều khán giả hoài nghi năng lực của nam diễn viên điển trai này khi đảm nhận vai diễn dài hơi như Thái tử Dạ Hoa cùng Thượng thần Mặc Uyên trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa phiên bản truyền hình đầu năm 2017. Thế nhưng với tài năng diễn xuất miễn bàn, Triệu Hựu Đình đã có cú lội ngược dòng ấn tượng trên màn ảnh sau bao tháng ngày ngập chìm trong những lời chê bai về tạo hình không mấy bắt mắt cho vai diễn. Anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của hàng triệu khán giả và khiến họ không ngừng suýt xoa khen ngợi, anh chính là Dạ Hoa bước ra từ trong tiểu thuyết. Sau màn hóa thân xuất thần cùng vai diễn Dạ Hoa si tình làm mưa làm gió, diễn xuất của nam diễn viên này một lần nữa khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi trở thành ông bố câm nhưng hết lòng thương con cùng với dự án Quán ăn đêm. Nhiều khán giả đã rơi lệ với thần thái diễn xuất quá tài tình của nam diễn viên này khi hoàn thành tròn trịa và nhập tâm cùng vai diễn chất chứa nhiều nội tâm. Thứ tư, Trương Bân Bân. Sau vai diễn KO trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, tác phẩm truyền thể ngôn tình khá thành công vào năm 2016, Trương Bân Bân cũng là một trong những trường hợp sao nam Hoa ngữ có sự nghiệp thăng hoa khi từ vai phụ, vai thứ chính đến vai chính. Nam diễn viên trẻ này đều ghi dấu ấn khó phai trong lòng khán giả. Năm 2017, tham gia vào vai diễn Ly Kính, chàng hoàng tử của dực tộc với những biểu cảm khi thể hiện đầy đủ về sự nhu nhược, bất lực nhưng một mực si tình, Trương Bân Bân nhanh chóng trở thành hiện tượng màn ảnh được hàng triệu khán giả quan tâm, chú ý khi Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa phiên bản truyền hình được phát sóng. Với vai diễn Ly Kính khá thành công, Trương Bân Bân tiếp tục chinh phục khán giả với vai diễn Tần Vương Doanh Chính trong Tần Thời Lệ Nhân Minh Nguyệt Tâm. Tuy còn khá non trẻ về kinh nghiệm diễn xuất, nhưng nam diễn viên này vẫn khiến nhiều khán giả ủng hộ nhiệt tình khi hóa thân thành một vị hoàng đế vừa thâm trầm thủ đoạn khó đoán nhưng lại vô cùng nặng tình với người yêu. Chính vì điều này mà Tần Vương Doanh Chính của Trương Bân Bân được xếp hạng là một trong những nam thần cổ trang với diễn xuất khá ấn tượng trên màn ảnh và chiếm trọn tình cảm yêu mến từ phía khán giả. Thứ năm, Lâm Canh Tân. Gây nhiều tiếng vang cùng vai diễn thập tứ AK Dận Trinh vừa mạnh mẽ bộc trục lại vừa si tình đáng thương của 6 năm trước cùng tác phẩm kinh điển Bộ Bộ Kinh Tâm, Lâm Canh Tân đã khiến khán giả vỡ òa khi có màn hóa thân xuất thần bằng vai diễn lạnh lùng khó đoán Vũ Văn Nguyệt công tử của Sở Kiều Truyện. Đảm nhiệm vai chính, Lâm Canh Tân đã tận dụng cơ hội cùng đất diễn để thể hiện một Vũ Văn Nguyệt lạnh lùng khó đoán nhưng khiến khán giả bật cười vì những cử chỉ hài hước đáng yêu của nhân vật. Anh khiến đông đảo người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với biểu cảm tự nhiên xuất thần theo từng nhịp độ của các thước quay, tình tiết bất ngờ. Thứ sáu, Đậu Kiêu. Cùng với Lâm Canh Tân, Đậu Kiêu cũng có vai diễn đầy bất ngờ và gây ấn tượng cùng với Thế tử Yến Bắc, Yến Tuân của Sở Kiều Truyện trên màn ảnh Hoa ngữ năm 2017. Được đánh giá cao là một tài năng triển vọng về diễn xuất, khi tham gia vào dự án điện ảnh của đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu, Đậu Kiêu đã có màn hóa thân đặc sắc cùng vai diễn với những diễn biến phức tạp như nhân vật Yến Tuân trên màn ảnh. Khán giả không khỏi sửng sốt trước màn nhập vai bất ngờ của nam diễn viên này, khi từ một thế tử với tư tưởng chính nghĩa tỏa sáng như ánh mặt trời dần trở nên âm trầm u tối và nhấn chìm hoàn toàn cùng với dã tâm hoang quyền và báo thù. Chính diễn xuất ám ảnh này đã khiến Đậu Kiêu càng được khán giả thêm yêu mến và ủng hộ sự nghiệp diễn xuất. Thứ 7, Đặng Luân. Đặng Luân được đánh giá là một trong những tiểu sinh sở hữu thực lực diễn xuất kể từ khi tham gia vào bộ phim Không phải hoa chẳng phải xương. Sau thành công ấn tượng với dự án này, Đặng Luân tiếp tục trở thành tên tuổi được nhiều nhà sản xuất săn đón, mời tham gia vào nhiều dự án bom tấn nổi bật như Hoa Lạc Tụng 2, Bởi Vì Được Gặp Em, Sở Kiều Truyện. Trên màn ảnh năm 2017, Đặng Luân đã ghi dấu ấn đặc sắc của mình bằng vai diễn Thái tử Tiêu Sách hào hoa phong nhã, đa tình, duyên dáng và có lối diễn xuất hài hước trong bom tấn Sở Kiều Truyện. Sự nhập vai xuất thần cùng diễn xuất đa dạng đã khiến nam diễn viên này sau vai diễn sở hữu danh hiệu nam phụ vạn người mê. Thứ 8, Hồ Nhất Thiên. Cùng với sự sốt sình sịch cùng dự án Thanh Xuân khiến dân tình trao đảo, Cười Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần của chúng ta, sang thần Hồ Nhất Thiên nhanh chóng trở thành nam thần khiến đông đảo khán giả hâm mộ phát cuồng vì quá điển trai cùng với diễn xuất ấn tượng trên màn ảnh. Là một diễn viên trẻ chưa sở hữu nhiều kinh nghiệm diễn xuất, nhưng Hồ Nhất Thiên với vai diễn sang thần đã khiến người hâm mộ khó quên với biểu cảm tự nhiên, diễn xuất nhập tâm vào nhân vật. Và sau vai diễn gây nóng màn ảnh này, đông đảo khán giả đều tin tưởng và đánh giá cao chàng trai sinh năm 1993 này.